Chào bạn, mình là Xuân Tú, các bạn đang đến với Án Khét Tiếng. Cuộc sống này quả là không thiếu những cú twist khiến ta ngã ngửa. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện về cuộc đời của một cô nàng vận động viên tên là Suzy Favor Hamilton. Suzy từ nhỏ có tài năng đặc biệt và từng là ngôi sao sáng trong làng chạy nước rút của Mỹ. Cô từng 3 lần tham gia Thế vận hội và gần như lần nào cũng giành được cúp vô địch chạy cự ly gần và chạy xa của nước Mỹ, thiết lập 2 kỷ lục quốc gia. Thế nhưng không ai ngờ rằng ngôi sao sáng đó sau khi giải nghệ lại chọn con đường vô cùng khó hiểu là thành gái gọi. Vậy thực hư câu chuyện thế nào? Wisconsin là một tiểu bang nằm ở miền trung Bắc Hoa Kỳ. Địa hình tiểu bang này chủ yếu là đồng bằng với sự phân bố của rừng cây rậm rạp và có tới hơn 2 triệu con bò sữa. Vì vậy tiểu bang này có biệt danh là tiểu bang của những con bò sữa. Đây cũng là quê hương của nhân vật chính trong câu chuyện này, Suzy Favor Hamilton. Suzy sinh ngày 8 tháng 8 năm 1969 là con út trong một gia đình gồm 4 anh chị em. Cô nàng từ nhỏ đã rất xinh đẹp và không chỉ được cha mẹ yêu thương, hàng xóm quý mến. Năm lên 9, Suzy tình cờ phát hiện đam mê với môn chạy. Cô thường xuyên chạy bộ gần nhà và bố mẹ Suzy cũng rất tán thành sở thích mới này của con, vì chạy bộ là một phương pháp tập luyện tốt và có ích cho sự phát triển và tăng trưởng của trẻ. Lên lớp 5, Suzy vốn có yêu thích với chạy bộ từ trước nên đã tham gia một cuộc thi chạy của trường và tình cờ giành chiến thắng. Tuy khi đó Suzy còn bé, nhưng cảm giác chiến thắng đó ảnh hưởng sâu sắc đến cô. Suzy ngày càng hứng thú với bộ môn này và công sức của cô không phải là vô ích. Cô càng chạy càng nhanh, càng xuất chúng. Trong suốt thời gian học trung học, cô thường xuyên vượt qua đối thủ đồng trang lứa và trở thành con nhà người ta trong mắt mọi người. Tiếp đó, Suzy vẫn tiếp tục giành nhiều chiến thắng và vô số huy chương vô địch. Gia đình, nhà trường và cả tiểu bang Wisconsin đều rất tự hào về tài năng trẻ này. Thời điểm tốt nghiệp trung học, Suzy giành được tổng cộng 11 huy chương vô địch tiểu bang. Con số này vượt qua tất cả các vận động viên trung học trước đây, bao gồm cả các vận động viên nam. Các tạp chí thể thao của Mỹ xếp Suzy vào danh sách 100 vận động viên trung học hàng đầu thế kỷ. Với thành tích xuất sắc như vậy, nhiều đại học tại Mỹ đều muốn mời cô vào trường của họ để theo đuổi con đường học vấn. Thời điểm đó có đến hơn 200 trường đại học cùng tranh giành Suzy, trong đó có nhiều trường danh tiếng thuộc hệ Ivy League. Các trường này còn muốn cấp học bổng giá trị rất lớn cho cô. Vậy là trong khi nhiều đứa trẻ còn lo lắng không biết có thể đỗ nổi trường top nào không, thì Suzy lại phân vân không biết nên chọn trường top nào. Cuối cùng, cô chọn đại học Wisconsin Madison ở ngay gần nhà. Tuy nhiên cô chọn trường này không phải vì nó gần nhà, mà là vì ở đây có một huấn luyện viên cực giỏi mà cô ao ước được theo học là Peter Tegan. Có thể nói đây là lựa chọn đúng đắn nhất cuộc đời Suzy. Dưới sự hướng dẫn tận tâm của huấn luyện viên Peter, tài năng chạy bộ của Suzy được phát huy hơn nữa. Trong suốt thời gian học đại học, Suzy giành được vô số giải thưởng trong các cuộc thi chạy bộ, bao gồm 9 lần vô địch cá nhân NCAA. NCAA là tổ chức quốc gia của Hiệp hội Thể dục Đại học Hoa Kỳ, chuyên tổ chức giải điền kinh quốc gia với sự tham gia của hàng ngàn trường đại học. Ngoài ra thì Suzy còn giành được 32 chức vô địch trong hệ thống Big Ten cùng với nhiều giải thưởng khác. Cô được Liên đoàn Thể thao Big Ten xếp hạng là một trong những vận động viên nữ hàng đầu lịch sử. Năm nào cô nàng cũng được trao hàng loạt giải thưởng danh dự. Suzy có thể nói là đạt đến đỉnh cao của cuộc sống từ khi còn rất trẻ. Các thương hiệu nổi tiếng như là Nike, Reebok và nhiều thương hiệu khác từng hợp tác với cô. Cô cũng từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí như là People, Fashion, Rolling Stone và trở thành ngôi sao thể thao rất nổi tiếng thời điểm đó. Không chỉ có con đường sự nghiệp thành công, Suzy cũng có mối quan hệ tình cảm thuận lợi. Khi còn là sinh viên năm nhất, cô đã phải lòng và phát triển quan hệ yêu đương với Mark Hamilton, một vận động viên bóng chày tài năng và điển trai của trường. Hai người như là cặp trời sinh vậy, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, cặp đôi tiến thêm một bước tới hôn nhân. Sau đám cưới, Mark vẫn tiếp tục ủng hộ sự nghiệp chạy bộ của Suzy. Lúc này thì Suzy phải gọi là nhà vô địch chạy bộ nước Mỹ, đã giành được rất nhiều chức vô địch trong các cuộc thi chạy bộ quy mô lớn và nhỏ. Vì vậy, cô đặt mục tiêu mới là tham dự Thế vận hội. Năm 1992, Suzy tham gia Thế vận hội Barcelona. Tuy nhiên trong cuộc thi, không biết vì lý do gì mà thiên tài nước Mỹ lại chỉ đạt vị trí thứ 11 trong vòng loại 1500m. Nhưng dù sao, đây mới chỉ là lần đầu tiên cô tham gia một sự kiện thể thao thế giới, nên không có thành tích cũng không sao.
Suzy quyết định về nước, tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho Thế vận hội tiếp theo. 4 năm nhanh chóng trôi qua, Suzy vẫn thi đấu xuất sắc tại Mỹ, và người dân Mỹ thì khỏi phải nói, rất kỳ vọng vào cô. Tuy cũng đã có tiến bộ hơn, nhưng tại Thế vận hội Atlanta năm 1996, Suzy cũng chỉ xếp thứ 4 trong vòng loại 800m. Lỡ mất cơ hội giành huy chương, Suzy lại về quê nhà, tiếp tục rèn luyện hướng đến Thế vận hội tiếp theo. Người dân Mỹ vẫn rất ủng hộ cô. Đến Thế vận hội Sydney 2000, năm đó Suzy đã 32 tuổi. Vì lý do tuổi tác nên đây có thể là lần cuối cùng cô tham dự Thế vận hội. Cô đặc biệt trân trọng cơ hội này và vô cùng áp lực. Bên cạnh sự nghiệp, đời sống cũng có một số biến cố khiến cô áp lực lại càng áp lực. Anh trai của Suzy mắc bệnh trầm cảm, một căn bệnh rất khó chữa, luôn trong tình trạng bất ổn. Anh từng có ý định tự tử, nhưng may mắn là luôn được gia đình bảo vệ. Nhưng chỉ cách đây một năm, anh trai cô lại cố gắng tự tử. Và thế là hơn một năm qua, cả một bầu trời xám xịt vây quanh gia đình Suzy. Suzy đương nhiên là muốn thay đổi bầu không khí nặng nề đó. Cô muốn cố gắng hết sức để giành được một tấm huy chương cho anh trai, cho bố mẹ và cho chính mình tại Thế vận hội. Dù chỉ là một tấm huy chương đồng thôi thì cũng mãn nguyện. Cuộc thi bắt đầu, và trong giai đoạn đầu của cuộc đua 1500m nữ, Suzy vẫn thể hiện xuất sắc như thường lệ. Cô dẫn đầu tất cả các vận động viên trong 1000m đầu tiên. Cô biết chạy kiểu này rất khó để giữ vững phong thái suốt quãng đường, khả năng xảy ra rủi ro là rất cao. Đúng như dự đoán, trong vòng cuối cùng, khi cách đích còn 150m, cô bắt đầu chạy chậm lại. Các vận động viên khác lần lượt vượt qua cô. Khi đã có 3 người vượt qua mình, Suzy nhận ra cô đã vụt mất cơ hội giành huy chương, cảm thấy sợ hãi và lo lắng cực độ. Cô không dám đối mặt với kết quả thất bại một lần nữa. Trước tình huống như vậy, Suzy thực hiện một hành động khó hiểu. Cô tự mình ngã xuống. Mặc dù hành động này có thể đánh lừa nhiều khán giả, nhưng với người chuyên nghiệp có thể nhận ra. Suzy liên tiếp 3 lần tham dự Thế vận hội nhưng không có thành công, và cú giả vờ ngã lần này làm lu mờ vinh quang mà Suzy từng nắm giữ. Cuộc đời cô thay đổi từ hôm đó. Một Suzy chạy bộ tự tin và năng động không còn, mà thay vào đó là một Suzy dần tách khỏi ánh hào quang ngày xưa. Sau Thế vận hội Sydney, Suzy không còn dám đối mặt với khán giả. Vì vậy cô và chồng lặng lẽ trở lại tiểu bang Wisconsin. Cô biết mình không thể trở lại sàn đấu, vì vậy cô quyết định thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Hai vợ chồng thành lập một công ty môi giới bất động sản. Tất nhiên là Suzy không từ bỏ đam mê. Cô vẫn tham gia một số cuộc thi không chuyên và làm huấn luyện viên chạy bộ, vẫn là người đại diện cho một số thương hiệu, và thu nhập của cô vẫn ở mức rất cao. Tháng 9 năm 2005, Suzy hạ sinh một cô công chúa nhỏ đặt tên là Kelly. Những tưởng Suzy sẽ sống một cuộc đời suôn sẻ với người chồng yêu thương, đứa con ngoan ngoãn và sự giàu có. Thế nhưng không phải vậy. Suzy dần thay đổi tính nết, trở nên hay cáu gắt. Cô không cho phép con gái rời khỏi tầm mắt của mình, ôm con suốt ngày đêm. Mark cũng nhận ra sự bất thường này, nhanh chóng đưa Suzy tới bác sĩ kiểm tra. Kết quả là Suzy bị mắc bệnh trầm cảm và cần được điều trị. Tuy nhiên điều trị trầm cảm là quá trình dài, và sau khi thử nghiệm nhiều loại thuốc, kết quả vẫn không khả quan. Bác sĩ sau đó đã đề xuất một loại thuốc có tên gọi là Zoloft. Hai vợ chồng trong tình huống vô vọng đã quyết định dùng thử, và không ngờ rằng sau khi Suzy sử dụng loại thuốc này, cô thực sự đã trở nên có sức sống và vui vẻ hơn. Suzy nói cô cảm thấy nhờ thuốc này mà bản thân trở lại như bình thường. Tuy nhiên tần suất cãi vã giữa hai vợ chồng cũng tăng đáng kể. Hai vợ chồng một ngày nọ cho rằng bọn họ đã kết hôn 20 năm và thấy tình yêu này không còn gì mới mẻ thú vị. Họ bắt đầu nghĩ cách để thêm một chút gia vị kích thích mới mẻ cho tình yêu. Thế là Suzy nảy ra một ý định, và Mark cũng tán thành. Hai người sẽ tới Las Vegas để thử nhảy dù. Tối đó Suzy tự nhiên nảy ra ý tưởng thuê một người đàn ông. Sau đó giữa hai vợ chồng và anh này sẽ có một mối tình tay ba cho cuộc hôn nhân thêm phần kịch tính. Từ khi Suzy bắt đầu dùng thuốc điều trị trầm cảm kia, ham muốn của cô ngày càng tăng. Mới nghe xong đề xuất của vợ, Mark hết hồn, nhưng sau đó anh cũng nhanh chóng đồng ý. Sau khi thực hiện mong muốn của Suzy xong, cô và Mark trở về tiểu bang Wisconsin để tiếp tục cuộc sống tẻ nhạt. Nhưng sau những điều điên rồ đã làm tại Las Vegas, Suzy cảm thấy cô không thể trở về cuộc sống cũ. Cô rất hứng thú với cuộc tình tay ba. Không lâu sau đó, cô nói thẳng với chồng, em muốn tới Las Vegas một mình, sau đó tìm một người đàn ông hộ tống. Anh có đồng ý không? Đầu tiên thì vừa nghe xong, Mark tròn mắt ngạc nhiên,
không hiểu sao vợ mình có thể nghĩ như vậy. Nhưng anh cũng đồng ý. Quá trình diễn ra êm đềm, nhưng Mark cũng là người đàn ông có lòng tự tôn, tốt nhất không nên để ai biết chuyện này. Vì vậy anh đưa ra một yêu cầu: hai vợ chồng sẽ đi du lịch cùng nhau như cặp vợ chồng hòa thuận. Rồi tại Las Vegas, Mark sẽ nhìn vợ trang điểm và tìm một người đàn ông khác để đi cùng. Về phía Suzy, sau một đêm đê mê bên một gã đàn ông khác mà không có chồng, Suzy cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Sau khi về nhà, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cô nghĩ thầm, tại sao cô phục vụ chuyện giường chiếu cho gã kia mà người đàn ông kia vẫn mất tiền vậy? Và đó là lý do cô lên kế hoạch kiếm trác từ ngành làm gái. Cô cũng rất thẳng thắn nói với chồng, khiến anh đã sốc lại càng sốc. Tuy nhiên sau một hồi đấu tranh tâm lý, anh vẫn đồng ý cho vợ đi làm cái ngành mất mặt đó. Suzy sau đó trực tiếp chuyển đến Las Vegas. Cô đã liên lạc với chủ một công ty dẫn dắt đường dây gái gọi nổi tiếng địa phương và nói ra mong muốn. Khi chủ công ty biết Suzy đã có chồng, hắn đã từ chối. Tuy nhiên, Suzy không từ bỏ. Cô đổi tên thành Kelly Landy và bước chân vào con đường làm gái gọi. Mức phí $600 một giờ. Công ty mại dâm cũng bắt đầu quảng cáo dịch vụ của Suzy trên trang web. Ở Las Vegas, khách du lịch rất nhiều. Suzy nhanh chóng có vị khách đầu tiên. Sau lần đầu này, cô rất phấn khích. Cô cảm thấy mình có một nguồn năng lượng vô tận và cô muốn có nhiều hơn nữa. Có lẽ vì trình độ kinh doanh vốn tự có của Suzy thực sự cao, hoặc có thể vì cô có tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo của một vận động viên, cho nên số người yêu cầu dịch vụ của cô ngày càng nhiều. Suzy hoàn toàn đắm chìm trong thành phố với công việc mới này. Rất nhiều khách hài lòng với dịch vụ của Suzy và trên mạng cũng có nhiều những bình luận khen ngợi cô. Ở Las Vegas, thậm chí có trang web dành riêng cho việc xếp hạng gái gọi. Tiêu chí chủ yếu dựa vào ngoại hình, kỹ thuật, thái độ phục vụ và nhiều yếu tố khác. Cái tên Kelly Landy, tức tên giả của Suzy, nhanh chóng leo top. Suzy cảm thấy cảm giác hiếu thắng ngày càng giống xưa. Cô không muốn thua cuộc trong danh sách này, giống như trên sân thi đấu Olympic. Cô phục vụ nhiệt tình hơn, tiếp nhiều khách hơn, nhanh chóng thành một trong những nàng gái gọi được yêu thích nhất ở Las Vegas. Thực tế là Suzy vẫn có nhiều hợp đồng quảng cáo với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Vì vậy cô vẫn phải tham gia các sự kiện thương mại và các cuộc thi chạy bộ. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến công việc ban đêm của cô. Ban ngày cô là Suzy, là vận động viên chạy bộ nổi tiếng. Ban đêm cô là Kelly, đi tiếp hết lượt khách này tới khách khác. Suzy không cảm thấy mệt mỏi và tràn đầy năng lượng. Dưới sự nỗ lực của mình, thứ hạng của cô trên trang web ngày càng cao và cuối cùng cô đạt vị trí thứ hai. Tuy nhiên cô vẫn muốn tiến tới vị trí số 1. Trong 10 tháng liên tiếp, Suzy tiếp tục cuộc sống điên cuồng tại Las Vegas. Ngoài làm gái, cô còn tham gia cuộc thi chạy bộ thú vị được tổ chức tại Las Vegas, và đặc biệt là cô chạy bằng giày cao gót. Thậm chí có lần Suzy chỉ mặc nội y để hoàn thành cuộc thi. Về đời sống tình dục, cô hay đi mua sắm cùng khách hàng của mình và họ cũng sẽ rất hào phóng tặng cô những chiếc túi sách và trang sức đắt tiền. Trong khi đó, chồng cô, Mark, và con gái Kelly vẫn sống tại bang Wisconsin, bị cô cho vào quên lãng. Có lần khách hàng vô tình nhận ra danh tính thật của Suzy. Điều này khiến cô sợ hãi, vì nếu danh tính bị lộ, cô chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Cô có rất nhiều hợp đồng quảng cáo và không muốn bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, khách hàng này chuyên nghiệp và ngay lập tức cam kết không bao giờ tiết lộ. Hắn thực sự đã giữ kín miệng và điều này mang lại một niềm vui khác cho Suzy. Những lần tiếp khách sau đó, cô sẽ giả vờ sơ ý để khách hàng biết danh tính. Cô nghĩ những vị khách này biết giữ miệng và cô đã đúng. Họ tuyệt nhiên không hề tiết lộ cho thế giới ngoài kia về cô. Lễ tạ ơn tháng 12 năm 2012 là một cột mốc quan trọng trong đời Suzy. Hôm đó cô đón chồng và con đến Las Vegas. Khi cô con gái Kelly đang biểu diễn trên sân khấu, Suzy phiêu theo nhạc như một phản xạ, bỗng dưng không thể kiềm chế, la hét, nhảy múa trên sân khấu. Ngay lập tức, cô thu hút sự chú ý của đám đông. Suzy không hề nhận ra rằng có một người đàn ông theo dõi cô từ trong bóng tối. Thời điểm Suzy về khách sạn, người này cũng theo suốt chặng đường. Trong khi chờ thang máy, người này tiếp cận cô và nói: "Xin chào Suzy." Suzy không để ý, cứ tưởng rằng đó là một fan hâm mộ. Nhưng hóa ra hắn không phải người đơn giản. Hắn bỗng nhiên nói cái tên giả khi cô làm gái gọi. Suzy biết tất cả những bí mật bấy lâu nay của mình sẽ không còn được giữ kín. Cuộc đời cô coi như xong. Bởi vì người này là William, một tay nhà báo đồng thời là người sáng lập một trang web chuyên tiết lộ scandal của những người nổi tiếng tại Mỹ. Tin tức ngôi sao chạy bộ nổi tiếng Suzy
hóa ra lại là gái gọi, quả thực là một tin chấn động. Nếu tung tin này ra, chắc chắn sẽ khiến cả nước Mỹ phải sốc. Suzy cố chối bỏ thân phận gái gọi của mình, nhưng đã quá muộn, vì William chỉ tới để xác nhận lần cuối mà thôi. Hắn đã có đủ bằng chứng và nhân chứng từ trước. Hai tuần sau đó, Suzy lúc nào cũng trong tình trạng thiếu sức sống. Cô không thể tưởng tượng được bản thân và những người xung quanh sẽ ra sao nếu tin tức kia bị ra lò. Cơn ác mộng cuối cùng cũng đến. Một trang web tiết lộ scandal làm gái gọi tại Las Vegas của Suzy, kèm theo cả những bức ảnh mà cô tham gia Olympic và cô đi làm gái ban đêm. Tin sốc này được các phương tiện truyền thông và đài truyền hình lớn tại Mỹ đưa tin điên cuồng. Cái tên Suzy làm mưa làm gió một lần nữa tại Mỹ. Mọi người đều tá hỏa khi hay tin cô nàng con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh, vận động viên mang nhiều vinh quang về cho đất nước, lại là gái gọi. Nhiều thương hiệu mà Suzy làm đại diện đều chấm dứt hợp đồng. Mỹ cũng loại tên cô khỏi danh sách người có tầm ảnh hưởng. Hình ảnh của cô hoàn toàn sụp đổ. Đối mặt với vô số chỉ trích và lăng mạ, cha mẹ Suzy muốn cô đi đến quốc gia khác, đổi tên và sống cuộc đời yên ả. Suzy cũng đã nghĩ đến việc tự sát, nhưng may mắn là chồng cô ngăn cản kịp thời. Mark cũng đột nhiên thành tâm điểm chú ý. Đám đông đổ xô gửi đến anh hơn 600 lá thư, trong đó hầu hết là sự đồng cảm và nhiều người khuyên anh nhanh chóng ly dị. Tuy nhiên Mark không rời bỏ Suzy mà tiếp tục sống cùng với cô. Mark cảm thấy tâm lý vợ có gì đó không đúng, phải nghĩ cô mắc bệnh, quyết định đưa cô đi khám. Kết quả chỉ ra rằng Suzy mắc một loại bệnh lý hiếm gặp hơn là trầm cảm, bệnh lý rối loạn lưỡng cực. Anh trai Suzy cũng chọn tự sát vì căn bệnh này. Rối loạn lưỡng cực là khi người bệnh có thể chuyển đổi giữa hai giai đoạn trầm cảm và hưng phấn. Trong giai đoạn trầm cảm, tâm trạng giảm sút, tràn đầy năng lượng tiêu cực và có nguy cơ tự sát. Khi chuyển sang giai đoạn hưng phấn, người bệnh có thể hưng phấn, tràn đầy năng lượng và trong trường hợp nặng, thậm chí có thể phân ly ra một nhân cách khác. Trước đây thì Suzy bị chẩn đoán sai thành trầm cảm và uống thuốc chuyên dùng để điều trị trầm cảm. Mặc dù tình trạng có cải thiện, nhưng thuốc này chỉ dành cho trầm cảm và có tác dụng phụ rất lớn với rối loạn lưỡng cực, vì thuốc được dùng để cải thiện tâm trạng. Việc cải thiện tâm trạng trong giai đoạn trầm cảm thì không sao, nhưng tâm trạng trong giai đoạn hưng phấn thì cũng được đẩy lên rất cao, thậm chí vượt qua ngưỡng cho phép. Người bệnh sẽ có hành vi điên cuồng như Suzy làm, với nguồn năng lượng tràn đầy. Nhu cầu sinh lý tăng cao, thích những điều kích thích, vung tiền phung phí và hành vi khác có thể là tác dụng phụ của thuốc này. Sau khi Suzy biết kết quả chẩn đoán, cô rất sốc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lại phải mắc một căn bệnh như anh trai mình. Suzy nhấn mạnh rằng người làm gái gọi kia không phải là cô, mà là một nhân cách khác xuất hiện sau khi cô dùng thuốc. Suzy thậm chí đã kiện công ty sản xuất loại thuốc này ra tòa. Cô cho rằng loại thuốc này đã phá hủy cuộc sống của mình. Cũng có tin đồn rằng gia đình và huấn luyện viên của Suzy từ lâu biết cô mắc phải rối loạn lưỡng cực, nhưng để không ảnh hưởng đến việc huấn luyện và thi đấu, họ không nói cho cô biết. Tất nhiên điều này cũng là vì họ sợ Suzy đi theo con đường của anh trai. Tất nhiên đây cũng là tin đồn thôi. Vài năm sau đó, sau một loạt các biện pháp điều trị cụ thể và đúng đắn, tình trạng sức khỏe của Suzy dần được cải thiện. Cô sau khi bình phục đồng ý tham gia phỏng vấn truyền thông. Trong phỏng vấn, cô chọn đối mặt với sai lầm trong quá khứ, chấp nhận sự thật cô không giành được huy chương Olympic và làm hành động gian lận. Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Suzy còn viết một cuốn hồi ký mang tên Gái gọi. Trong sách, Suzy kể về trải nghiệm của mình, miêu tả chi tiết cuộc sống điên cuồng tại Las Vegas. Cô cho biết hiện tại cô thường xuyên đi du lịch và diễn thuyết khắp nơi. Các buổi diễn thuyết của cô thường xoay quanh chủ đề bệnh rối loạn lưỡng cực và các loại tâm lý tự ti liên quan đến vấn đề tâm thần, cũng như cách thúc đẩy quá trình phục hồi. Suzy có khả năng nhanh chóng hòa nhập với khán giả và họ cho rằng trải nghiệm và bài diễn thuyết của cô thực sự có thể giúp đỡ nhiều bệnh nhân. Hiện tại Suzy là người phát ngôn cho các hội thảo về sức khỏe tâm lý. Nhìn lại cuộc đời Suzy, sau nhiều sóng gió, mọi người vẫn tha thứ ủng hộ cô. Mark cũng được nhiều người cảm phục vì anh luôn ở bên cạnh Suzy trong thời điểm khó khăn nhất. Khi Suzy sống cuộc sống điên cuồng tại Las Vegas, Mark vẫn kiên nhẫn đảm đương vai trò chăm sóc đứa con. Khi sự thật trần trụi về Suzy bị phanh phui, Mark vẫn không bỏ vợ mà vẫn ở bên cô, giúp cô tìm ra nguyên nhân và giải pháp. Những tưởng đây là một mối tình vĩnh cửu vì hai vợ chồng cùng nhau đi qua nhiều thăng trầm. Thế nhưng trước kỳ Thế vận hội Tokyo, không hiểu vì lý do gì hai vợ chồng ly hôn trong hòa bình, khiến những người theo dõi cảm thấy khó hiểu.
và đó là cuộc đời của nữ vận động viên Susie Favor Hamilton vang bóng một thời. Có thể thấy những căn bệnh tâm lý đều không thể xem nhẹ, quả thực hậu quả của nó là rất lớn. Vì vậy, hãy quan tâm đến sức khỏe tâm thần của mình cũng như những người khác bạn nhé. Nếu có gì muốn chia sẻ, các bạn hãy cùng comment nhé. Nếu thích video, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.